Chào mừng quý anh em bà con cô bác đến với kênh YouTube Sưởng Tiện Khánh Xuyên nha. Hôm nay bên em làm xong con máy Kubota D662 cho chú Sang ở Vũng Tàu, Long Sơn Vũng Tàu. Trong bộ ba dàn cầu inox có bình nước ngọt luôn nha. YouTube và Zalo Sưởng Tiện Khánh Xuyên, 5 căn Cà Mau. Đây, nắp xịn sò nha. Này em chơi dàn nền là 8 ly luôn. Không làm thôi, làm để cho nó xịn sò nha. Này cốt 20 luôn nè. Lắp 42. U dĩ nhiên 42 thành rất là cao nha. Thành này nó 3,5 phân. Rất là cao. Tất cả đều inox 3.4 hết nha. Máy thì tại nó hơi dơ thôi, chứ máy thì khỏi bàn cãi rồi, D662. Này giờ chụp inox nha bà con. Trong giai đoạn hoàn thành. Tại bữa nay nhiều bận, nhiều công chuyện quá nên em chưa hoàn thành xong. Đúng lý ra là bữa nay hoàn thành xong cái con này nè. Tại nhiều công chuyện bận quá nên chưa có hoàn thành xong. Ngày mai mình sẽ hoàn thành xong cái con máy này nha. Kubota D662. Xong cái con này thì mình sẽ làm tiếp với bộ dàn cầu này của anh Giàu ở dòng Ghiền Kiên Giang nha. Xã Hòa Tân, dòng Ghiền Kiên Giang. Máy Isuzu 4K, một con này đẹp xịn sò không bằng cái luôn. Chọn bộ dàn cầu inox full đồ chơi 62 triệu. Thì nó có những gì thì mong quý anh em bà con cô bác mình coi đón xem nó như thế nào nha. Máy thì con này đã qua cho anh em bà con cô bác mình coi rồi. Đẹp căng sao băng hết chưa. Máy rất đẹp. Đẹp từ con ốc luôn nha. Và chúng con máy Isuzu 4KH1 cho một chú ở chú Lợi cái gì á, Lợi Việt, Việt Lợi gì đó, Việt Lợi ở Kiên Giang luôn. Cái này ba hộp Kiên Giang nha. Máy này thì đẹp như kem sao băng. Nói chung là máy em là hàng lựa, hàng tiếng lựa. Cái này em để lâu ngày em có chưa có vệ sinh nha, để đại giao luôn. Dàn đống nước rất đẹp. Lóc lát thì còn nguyên si hết trơn. Không có vệ sinh gì mình giao luôn nha bà con. Cái này là turbo IHI. Turbo Nhật nha. Thì ở này bên em chỉ giao cái đầu máy không, còn này tháo ra để mình chuẩn bị làm cái đăng á. Cù lẳng gì cũng được. Đăng 25. Isuzu 4KH1. Chốt bếp còn đẹp căng sao băng. Còn dạng ngực lửa luôn nha. Đẹp trắng sáng như si inox vậy. Mấy cái dấu này là mình đề nó bị chập chúng. Đây là 4KH1. Còn lóc này chưa có tháo ra nữa. Rồi quay cho bà con cô bác mình coi tham khảo. Ai cần nhu cầu sử dụng các loại máy thì alo liên hệ em. Dòng tốc độ tua cao 4KH1 giá rẻ 24 triệu bao ship nha bà con. Rồi cảm ơn bà con.